có thể xem là linh hồn, là đặc sản của street dance. Xin mời khán giả hãy thưởng thức những trận battle mãn nhãn và bùng nổ lần đầu được hé lộ trong chương trình. Các bạn có muốn xem một cái phần cypher của 5 cái người còn lại trước khi cho mình tìm ra quán quân hay không? Ở đâu mà cho ngồi yên nghỉ ngơi vậy trời? Anh em bước ra. Trời ơi, còn đợi gì nữa? Tuyệt vời, mình nghĩ rằng là sẽ không được xem những người này freestyle nữa. Thế mà lại có cái phần top 5 cypher. Thì em quay qua em mới nhìn 4 người còn lại. Thì em thấy mọi người rất là cười, rất là tươi. Và kiểu, đây rồi. Nếu như mọi người để ý, có rất là nhiều người chưa được battle. Anh Tiết rất là mong chờ để được battle khi mà chính thức bước vào cái show này. Anh C2 cũng vậy. Và anh Đại cũng vậy. Cuối cùng thì họ cũng được là họ. Họ là những battler và họ đã được nhảy đúng là những gì mà họ nên là. Năm người này là 5 thể loại khác hẳn nhau. Mình thậm chí là mình có 2 B-boy là Lê Hiếu và Sonic Boom, nhưng mà 2 bạn này cái phong cách cũng rất là khác nhau. Chính vì thế 5 người này nó cộng hưởng lại ấy. 5 người này mình nghĩ rằng là một cái nhóm nhảy sẽ cực kỳ vui. Phải làm như thế, chúng ta bình chọn ra một người cầm quán quân được không? Trời ơi. 3 hiệp thứ tự thi đấu, mời các bạn vào tròn. Hoàng Đại sẽ đi đầu. Chúng ta cứ đi tiếp vòng tròn như thế này đi ạ. À. Đỡ xoay cho nó mệt. Mỗi một lượt là 45 giây. Tôi sẽ điều khiển trận đấu này cùng với DJ KS. Ladies and gentlemen, phần cypher đặc biệt của Top 7 Chung kết Street Dance Việt Nam. Here we go, KS Music. Give it up for Hoàng Đại. Go! Yo, 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 it's Hoàng Đại.
Wow. Lúc ấy là cảm giác gọi là được là chính mình. Thật ra từ đầu chương trình đến giờ mình mới được đấu có đúng một round cả. Cho nên là khi mà được kiểu đứng lên và freestyle ấy, thì thật ra lúc ấy trong đầu nó được trở lại cảm giác mà nhảy xong mình không nhớ cái gì cả. Không có cái việc gọi là dựng bài hay là nhớ bài hay là phải làm cái này cái kia, mà nó thực sự chỉ có là mình với cả âm nhạc thôi. Nói chung là lúc đấy nó chưa phải là cái phong độ tốt nhất của mình ấy. Nhưng mà dù sao thì mình cũng đã kiểu lên chơi enjoy hẳn nghe. Lúc trước đấy mình cũng có bảo là thực ra thì biên đạo hay là freestyle battle nó cũng là những cái dạng kỹ năng đấy. Thì lúc anh Hành gọi lên cái ok, đây là biên đạo và đây cũng có thể freestyle. Và lúc đấy mình chỉ lên mình nói chung là have fun thôi. Tại vì bây giờ nó không phải là thi đấu nữa rồi, mà nó là kiểu cùng nhau chia sẻ tình yêu rồi. Thế cho nên là mọi người đều chơi hết mình và không có một cái vướng bận gì cả, nên là ai cũng hay, ai cũng đáng nhớ hết á. Hôm đó mình ấn tượng với cả anh Citulo. Anh chơi nhạc rất là tốt, bất cứ nhạc gì anh cũng có thể chơi được và bất cứ nhạc gì anh cũng có thể kêu được. Và anh luôn luôn cười, anh luôn luôn thể hiện cái sự vui vẻ của anh đến với mọi người. Mình rất là bất ngờ luôn đấy, là Hoàng Đại nắm cái tinh thần rất là nhanh. Hoàng Đại tự tạo ra cái tinh thần cho cái phần cypher này rất là tốt. Người ra trước, người ra sau, nhưng mà người ra càng sau họ thấy người ra trước phá thì họ phá hơn nữa. Nổ, quá nổ rồi. Mình thích cả năm bạn luôn. Anh sẽ hàng combo mới này, Lê Hiếu băm quả vào nhạc này, Quốc Tít nhảy đúng là Quốc Tít này, Anh Đại này được freestyle nhưng không phải dựng bài nữa, Tony Boom được băm quả, được đảo chiều các kiểu. Nói chung là có lẽ là còn khoảng thời gian dài thì mình không được nhìn thấy họ như vậy. Ra cái linh hồn của Street Dance nó chính là những trận battle. Bây giờ không có khăn thì giơ tay trước các bạn nha. Quốc Tít, Lê Hiếu. Nghe ngửa. Hoàng Đại. Sonic Boom. Nó bắt đầu giống nhau dần rồi đó. Và Citulo. Sự bình chọn của các bạn hiện nay ở đây, Citulo win. Thank you. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã có một trận giao lưu rất là tuyệt vời. Sau khi mà dừng chân ở cái đoạn này thì mình được rất là nhiều thứ, mình nhìn được rất rất nhiều những cái thiếu sót của bản thân. Và không chỉ là nhìn mà mình được chính bản thân mình được trải nghiệm. Có một cái mà mình nghĩ là tất cả anh em cho dù là dừng lại ở bất cứ nơi đâu thì có một cái được, đấy chính là cái cộng đồng nhảy của anh em sau Street Dance gần hơn nhau hơn rất là nhiều. Đấy là một cái điểm rất là sáng. Trong những tháng vừa qua thì mình thật sự đã có thêm một cái gia đình thứ hai, đó là gia đình của anh Cây, team của Cây Trần. Và nó cho mình rất là nhiều cái cảm xúc. Với mình tất cả các bài học nó đều có giá trị. Và những gì mình học được ở đây, những gì mình thiếu sót ở đây, mình dám chắc là sau này khi mà mọi người gặp lại Lê Hiếu, nó những cái điều đó nó sẽ được khắc phục. Tại vì mình sẽ lắng nghe và mình sẽ tiếp nhận nó một cách tốt nhất. Mình đã cùng với tất cả anh em của team Trọng Hiếu, các anh em trong nhóm và trong cộng đồng mình tạo ra những cái bài trình diễn đáng nhớ và chạm được đến cảm xúc của những người xem. Những cái trải nghiệm đấy nó sẽ còn mãi ở trong ký ức của mọi người. Đến phút cuối thì anh Hiếu vẫn là người đứng cạnh cái thí sinh duy nhất trong team vào vòng chung kết là em, và trao em những cái năng lượng nó rất là tích cực. Thì em muốn dành một lời cảm ơn đặc biệt đến đội trưởng của em, anh Trọng Hiếu. Sau một hành trình dài, bài học mà mình nhận lại là tinh thần của hip hop lúc đứng bên cạnh nhau, cái tinh thần đồng đội. Và nhận được lại nhất nhiều các tình cảm, những người xung quanh mình, các năng lượng tích cực. Và đấy chính là cái để mình phát triển hơn trên con đường mình chọn là dancer. Cuối cùng thì hành trình của Citulo cũng đã kết thúc tại Street Dance Việt Nam. Mình cảm thấy rất là tự hào về bản thân cũng như là tất cả các Wacking Dancer nói riêng và tất cả các tuyển thủ Street Dance Việt Nam nói chung. Tất cả chúng mình cũng đã cùng vượt qua rất là nhiều khó khăn để cùng nhau tôn vinh cho Street Dance, và mong rằng là chúng mình sẽ cùng tiếp tục ủng hộ và gặp lại nhau ở những mùa sau. Cũng xin gửi lời cảm ơn đến ekip của Street Dance Việt Nam. Mọi người đã cống hiến hết mình, thật sự dành tình cảm cho tất cả các tuyển thủ cũng như là tất cả các captain ở trong chương trình.
Shout out cho ekip của Street Dance Việt Nam. Yeah. Đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere.